Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Akobi. Và hôm nay sau bài sẽ giới thiệu anh em một tựa game mobile vừa mới ra mắt tại thị trường Việt Nam có tên gọi là Dòng Thần Kamezoko. Đây là một con game nhập vai thể tướng giành tay lấy chủ đề về Dragon Ball hay còn gọi là Bảy Viên Ngọc Rồng ấy. Nói chung là game về Dragon Ball tại thị trường Việt Nam thì khá là nhiều và các bạn không thiếu lựa chọn. Thì mình cũng muốn biết là cái con Dòng Thần Kamezoko này có gì đặc biệt hơn các cái tựa game mà mình đã từng giới thiệu với anh em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào game và khám phá con Dòng Thần Kamezoko nhé. Game này thì đây là phần cốt truyện này, mình có thể tạo nhân vật. Đó, chúng ta sẽ đặt cái tên nhân vật Sói Bạc. Rồi, chúng ta sẽ vào game Điều Ước Dòng Thần này. Ở đây thì các bạn sẽ có phần chiêu mộ. Đó, các bạn hãy chiêu mộ ra các cái nhân vật mà mình mong muốn. Thì các bạn sẽ được tặng một tướng đầu tiên, đó là... Wow, cái phần chiêu mộ này nó làm khá là hoành tráng này mọi người. Đồ họa theo kiểu cel shading, đúng kiểu phong cách anime luôn mọi người. Rồi, đây. Có vẻ như cái game này đồ họa 2.5D mọi người ạ. Rồi, chúng ta vào khiêu chiến nhá, cho tướng ra trận này. Tối đa là 5 tướng ra trận mọi người ơi. Và chúng ta sẽ bắt đầu vào chiến đấu. Ồ, như vậy là con game này đồ họa 2.5D. Các bạn không thể xoay được góc nhìn nhưng mà nó vẫn là đồ họa 2.5D mọi người nhá. Ồ, tạo hình nhân vật chuẩn nguyên tác này và... Wow, yêu kỹ năng đẹp chứ. Wow, đồ họa được cái nhà đồ họa của con Dòng Thần Kamezoko này được đấy mọi người ạ. Mình cũng rất là bất ngờ với đồ họa của tựa game này. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. Đây, có đoạn vượt ải thì các bạn sẽ nhận quà, các bạn sẽ được nhận một mảnh tướng. Đấy, Master Roshi. Đấy, đủ mảnh tướng và kích hoạt. Nói chung là nếu bạn nào đã từng chơi game để tướng thì sẽ không khó làm quen với con Dòng Thần Kamezoko này nhá, nó chơi tương tự luôn. Không khác gì cả. Cho ra trận này. Lên 5 cấp. Đấy, cũng có tăng cấp rồi, mặc trang bị, tiến bậc các kiểu. Rất là quen thuộc luôn. Rồi, chúng ta sẽ khiêu chiến cho ra trận. Đấy, mình đã có 3 tướng ra trận rồi. Wow. Nói chung là bắt đầu này cũng khá là dễ thôi. Tí nữa mình sẽ xem phần tỷ lệ quay tướng nhá. Rồi, cứ chơi theo hướng dẫn là game đã. Game hướng dẫn cũng rất là kỹ. Được một vé chiêu mộ cao cấp này. Rồi, chúng ta có phần chiêu mộ cao cấp ở đây. Đây, thường là anh em sẽ chiêu mộ siêu cấp này thì tỷ lệ ra tướng 5 sao nó sẽ cao hơn. Cái phần chiêu mộ này làm rất là hoành tráng, đúng kiểu dòng thần luôn. Rồi, được Vegeta 4 sao mọi người ạ. Đây, chúng ta sẽ đi nâng cấp Vegeta lên. Các bạn có lên level này. Rồi mặc trang bị này, sau này có tăng sao nữa. Ở đây thì cứ chơi theo hướng dẫn của game đấy nha. Cho Vegeta ra trận. Đấy, như vậy mình đã có 4 tướng ra trận rồi. Cái phần chiến đấu này mình nghĩ là sau này có tính năng bỏ qua hoặc là tăng tốc đấy anh em ạ. Hiện tại thì nó chưa mở đâu, nhưng mà mình thấy là nhịp độ nó khá là nhanh rồi. Đồ họa đẹp đấy, mình nghĩ là con game này đủ sức, cái đồ họa game này đủ sức thu hút anh em game thủ, đặc biệt là bạn nào fan Dragon Ball ấy, bởi vì nó sở hữu cái đồ họa 2.5D, hiệu ứng kỹ năng làm rất là hoành tráng và đẹp mắt, đẹp hơn so với rất nhiều tựa game Dragon Ball mà mình đã từng giới thiệu với anh em, chỉ là game 2D thông thường thôi. Đấy, rất là ổn áp. Giá như quay xoay được góc nhìn khoảng 120 độ nữa thì tốt, hoặc là 45 độ nữa thì tốt, nhưng mà thôi không sao. Đây cũng là tích hợp tính năng treo máy nhận quà này. Đó, đầy đủ các tính năng luôn. Rồi, chúng ta sẽ có một phần kỹ năng bổ trợ. Các bạn hoàn thành nhiệm vụ thì các bạn có thể kích hoạt cái kỹ năng bổ trợ này cho vào chiến đấu. Đây, bấm vào đây này, tiêu chiến này. Các bạn có thể lắp kỹ năng ở bổ trợ đây nhé. Sau này có rất là nhiều kỹ năng. Đấy, các bạn có thể lắp vào. Rồi, chúng ta sẽ vào đây để xem cái phần kỹ năng hỗ trợ. Giọng voice nhân vật cũng để tính Nhật luôn, mình cũng là một điểm cộng đấy. Vài kỹ năng bổ trợ này mọi người này. Đó. Cái này thật ra thì các cái tính năng này, các cái game thể tướng ngày nay nó có rồi, chẳng khác nhau về tên gọi hoặc là cái tùy theo chủ đề game thôi. Cái này nó không phải có gì quá đặc sắc, nhưng mà nó là cái mà các anh em cần lưu tâm khi mà chơi cái tựa game Dòng Thần Kamezoko này.
Và hiệu kỹ năng đẹp nhỉ. Đẹp chưa? Đẹp dã man luôn. Nhân vật game này nó làm theo đồ họa theo kiểu phong cách cel shading ý, xuất hiện trong một số tựa game ở trên hệ máy console hoặc là những tựa game bom tấn ấy. Mình rất là thích cái đồ họa cel shading này. Bạn nào hay chơi game, đặc biệt là game Dragon Ball nha, có đồ họa cel shading này anh em cực kỳ thích luôn. Thì cái con gầm thần Kamiyoko này nó cũng sử dụng đồ họa cel shading. Đấy, cũng là một cái điểm cộng rất là lớn luôn. Mình một lần nữa mình phải khen ngợi cái đồ họa của tựa game gầm thần Kamiyoko này. Rất là ưng, thực sự mình rất là ưng cái đồ họa game này nha. Rồi, chúng ta vượt quả nhận quà này. Đấy, vượt ải 15 thì nhận thêm tướng miễn phí này. Rồi tiếp tục khiêu chiến nha. Game ổn áp phết đấy, thực sự đấy. Mình rất là bất ngờ với con rồng thần Kamezuku này. Ủa, chưa có bỏ qua nhỉ. Mình nghĩ là sẽ có tính năng tăng tốc là bỏ qua cơ. Mặc dù thế này cũng nhanh rồi, nhưng mà mình muốn nó nhanh hơn nữa. Rồi. À, thằng này biến thành con đấy kìa. Để đổi máu à. À, nó chỉ gây sát thương thôi. Nó không làm giống như trong truyện. Ờ, à, thế được rồi. Ờ, à, lại thắng rồi. Đấy, sau này các bạn sẽ tập trung nhiều việc nâng cấp nhân vật đấy nhá. Quay lại này. Đây, chúng ta có thể phần gọi là phiêu lưu. Cái này như kiểu treo thưởng mọi người. Cử tướng đi làm nhiệm vụ, đợi hoàn thành thời gian thì nó sẽ nhận thưởng thôi. Ở đây vẫn chơi theo hướng dẫn của game đã. Game hướng dẫn cũng rất là kỹ. Đó, game này hướng dẫn rất là kỹ để cho người mới. Mình nghĩ cũng hợp lý thôi. Như mình thì mình không cần, nhưng mà các bạn người chơi khác thì sẽ cần. Thì mình nghĩ là cũng hợp lý thôi mọi người ạ. Rồi, quay lại này. Đây, cũng là hướng dẫn làm sao mạnh hơn. Chúng ta có tổ đội đề xuất này. Rồi cải thiện chiến binh là các bạn sẽ nâng cấp tướng lên. Đấy, game hướng dẫn kỹ ra mà. Cái này thì mình biết rồi, nhưng mà bạn nào mới thì sẽ cần. Đấy, lên level này, rồi sẽ tiến bậc lên 30. Sẽ cần tiến bậc nhá. Thì nó sẽ mở khóa thêm kỹ năng mới. Rồi, ok. Tiếp tục khiêu chiến. Đấy. Cái này thì bạn nào mới thì cận, rất cận. À đây, có tăng tốc rồi này. Thậm chí là sẽ có bỏ qua. Thì các bạn level 20 hoặc là VIP 1 thì sẽ có bỏ qua nhanh trận đấu nhá. Rồi sau này các bạn sẽ cứ bấm bỏ qua nhanh thôi, để tiết kiệm thời gian các bạn chơi game hơn. Các bạn sẽ tập trung nhiều về việc chiêu mộ và nâng cấp nhân vật là chính nhé. Tí nữa mình sẽ tắt cái hoạt cảnh. Các bạn hoàn toàn thể tắt được cái hoạt cảnh lúc mà sử dụng từ chiêu nhá. Đây này, các bạn này bấm tắt đây này. Đó. Nhưng mà nó phải cấp 20 thì mới có thể bỏ qua được. Rồi. Thì chúng ta sẽ có phần đây hoạt động hàng ngày này. Đại hội võ thuật, thử thách hàng ngày, tháp Corin, tháp tối thượng, thách thức Berot, thách thức Quy Lão, huấn luyện King Kai, du hành vũ trụ, những kẻ xâm lược trái đất, thử thách thời gian, khám phá Namek. Đấy, đây có hoạt động hàng ngày. Trong phần này để có phần thị trấn này. Đó, còn có pha lê. Nói chung là rất nhiều đầy đủ tính năng. Mục tiêu 7 ngày nhận quà. Rồi quà mỗi ngày. Cái quà nạt thôi. Không biết là cái game này nó có tặng vé quay tướng cái kiểu miễn phí không, nhưng mình chưa thấy. Đó, hòm thư không tặng quái gì luôn. Đây, đây là phần chiêu mộ này. Thì tỷ lệ chiêu mộ nhá, siêu cấp thôi là 5%. Chứ còn đây, chiêu mộ thường có 0.5%, tiêu mộ tình bạn 1% thì rất là thấp. Đó, nên là thường anh em sẽ chiêu mộ siêu cấp cho mình, quay 10 lần. Vì với 5% này thì đây là con số trung bình thôi. Thường là các bạn quay 10 lần hoặc 20 lần thì sẽ ra tướng 5 sao. Tỷ lệ ăn game này nó không phải là cao, nhưng cũng không phải là quá thấp. Đây là quả online này. Đây là quả vượt ải này. Đấy, về cơ bản thì cái con dòng thần Kamezuke này, cái điểm ấn tượng của mình đối với con game này đó là cái phần đồ họa. Đây, chúng ta có các thuộc tính này. Thuộc tính khắc chế lẫn nhau. Strength key, skill key khắc chế lẫn nhau này. Rồi soup và awaken. Đấy. Thức tỉnh và nộ khí các kiểu thì nó sẽ nói chung là đưa các tướng ra trận cùng phe cùng thuộc tính thì nó sẽ cộng thêm chỉ số. Cái này quá quen rồi, bạn nào mà chơi game thể tướng nhiều chắc chắn là sẽ biết. Thì cái con dòng thần Kamezuku này nó tương tự như vậy thôi. Ok, thì trên đây là một cái video mình trải nghiệm và giới thiệu nhanh cho anh em về tựa game người vai thể tướng rảnh tay có tên gọi là dòng thần Kamezuku. Thì bạn nào mà quan tâm thì anh em có thể tải game này trên Google Play cũng như App Store nhá. Mình thấy là cái game này đồ họa rất là xứng đáng để mọi người trải nghiệm. Đây. Wow, đẹp nhờ. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Sói Bạc nha. Bạn là thú vị đừng quên like, chia sẻ cũng như subscribe cho kênh Akobi. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye.
chỉ độc quyền ở AFK Mobi. Không mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi?